Bài 13. Bài tiết và cân bằng nội môi. Một lớn, khái niệm và vai trò của bài tiết. Bài tiết là quá trình loại bỏ ra khỏi cơ thể các chất sinh ra từ quá trình chuyển hóa mà cơ thể không sử dụng, các chất độc hại và các chất dư thừa. Nhờ có bài tiết, các chất sinh ra từ quá trình chuyển hóa, các chất độc hại, các chất dư thừa bị đào thải ra khỏi cơ thể. Nếu các chất này tích tụ lại trong cơ thể sẽ gây mất cân bằng nội môi, gây tổn thương tế bào, cơ quan, dẫn đến bệnh tật hoặc tử vong. Các chất bài tiết như CO2, urea, uric acid, creatinine, bilirubin, vân vân được thải ra ngoài nhờ các cơ quan bài tiết như trong bảng 13.1. Cơ quan bài tiết là phổi, sản phẩm bài tiết chính là CO2. Cơ quan thận, bài tiết ra nước tiểu gồm nước, urea, uric acid, creatinin, chất vô cơ dưới dạng ion như Na cộng, K cộng, H cộng, Ca2 cộng, Cl trừ, HCO3 trừ, vân vân. Cơ quan bài tiết da, sản phẩm mồ hôi gồm nước, một ít chất vô cơ và urea. Cơ quan bài tiết là hệ tiêu hóa, sản phẩm bài tiết chính là bilirubin. Hai lớn, thận và chức năng tạo nước tiểu. Một nhỏ, cấu tạo của thận. Ở người, hai quả thận thuộc hệ tiết niệu, có chức năng lọc máu, tạo nước tiểu. Mỗi thận được cấu tạo bởi khoảng 1 triệu đơn vị chức năng, gọi là nephron hay đơn vị thận. Các nephron tạo nên phần vỏ và phần tủy thận. Mỗi nephron được cấu tạo từ cầu thận và ống thận. Mỗi ống góp thu nhận nước tiểu từ một số nephron, hấp thụ bớt nước và chuyển nước tiểu chính thức vào bể thận, sau đó qua niệu quản vào bàng quang. Hai nhỏ, chức năng tạo nước tiểu của thận. Nước tiểu được tạo thành trong quá trình máu chảy qua các nephron. Quá trình tạo nước tiểu ở nephron gồm các giai đoạn được mô tả ở hình 13.2. Hình 13.2, quá trình hình thành nước tiểu ở nephron. Một là lọc. Huyết áp đẩy nước và các chất hòa tan từ máu qua lỗ lọc vào lòng nang, bao man, tạo ra dịch lọc cầu thận. 2. Tái hấp thụ nước, các chất dinh dưỡng, các ion cần thiết như Na cộng, HCO3 trừ, vân vân trong dịch lọc được các tế bào ống thận hấp thụ trả về máu. 3. Tiết chất độc, một số ion dư thừa như H cộng, K cộng, vân vân được các tế bào thành ống thận tiết vào dịch lọc. 4. Nước tiểu được ống góp hấp thụ bớt nước và chảy vào bể thận, qua niệu quản vào lưu trữ ở bàng quang trước khi được thải ra ngoài. Mỗi ngày có khoảng 1.700 đến 1.800 lít máu chảy qua thận và tạo ra 180 lít dịch lọc cầu thận, còn gọi là nước tiểu đầu. Dịch lọc cầu thận có thành phần tương tự như máu, nhưng không có tế bào máu và protein huyết tương. Nhờ quá trình tái hấp thụ chất dinh dưỡng và tiết chất thải của các tế bào ống thận và ống góp nên chỉ còn 1,5 đến 2 lít nước tiểu chính thức được tạo thành và thải ra ngoài mỗi ngày. Nhờ chức năng lọc máu, tái hấp thụ các chất dinh dưỡng, điều tiết lượng nước và muối hấp thụ, loại bỏ các chất độc hại và các chất dư thừa khỏi cơ thể, nên thận có vai trò quan trọng trong việc ổn định thể tích và thành phần của thể dịch, qua đó duy trì sự sống của người và động vật. Ba lớn, cân bằng nội môi. Một nhỏ, khái niệm nội môi, cân bằng nội môi.
Nội môi là môi trường bên trong cơ thể được tạo bởi máu, bạch huyết và dịch mô. Cân bằng nội môi là trạng thái trong đó các điều kiện lý hóa của môi trường trong cơ thể duy trì ổn định như áp suất thẩm thấu của máu trung bình là 300 mOSm trên lít, pH máu động mạch là 7,35, đảm bảo cho các tế bào cơ quan hoạt động bình thường. Cân bằng nội môi là trạng thái cân bằng động, nghĩa là các chỉ số của môi trường trong cơ thể có xu hướng thay đổi và dao động xung quanh một khoảng giá trị xác định. Sở dĩ như vậy là do ảnh hưởng từ sự thay đổi liên tục của các kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. Ví dụ, nồng độ glucose trong máu người luôn dao động trong khoảng từ 3,9 đến 6,4 mmol trên lít, tương ứng với 70 đến 110 mg glucose trên 100 ml. Trạng thái cân bằng nội môi được duy trì nhờ các hệ thống điều hòa cân bằng nội môi. Mỗi hệ thống điều hòa cân bằng nội môi gồm 3 thành phần: bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện. Bộ phận tiếp nhận là thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích từ môi trường trong hoặc ngoài cơ thể. Bộ phận điều khiển là trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. Bộ phận điều khiển chuyển tín hiệu thần kinh hoặc hóc môn đến bộ phận thực hiện. Bộ phận thực hiện còn gọi là bộ phận đáp ứng, là các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu, v.v. Kết quả đáp ứng của bộ phận thực hiện lại gây tác động ngược trở lại bộ phận tiếp nhận kích thích. Sự tác động ngược như vậy gọi là liên hệ ngược. Khi một bộ phận của hệ thống điều hòa cân bằng nội môi hoạt động không bình thường hoặc bị bệnh sẽ dẫn đến mất cân bằng nội môi. Ví dụ, khi bị suy tim, lượng máu bơm lên động mạch giảm, dẫn đến huyết áp và vận tốc máu giảm. Hai nhỏ, một số cơ quan tham gia điều hòa cân bằng nội môi. Có thể nói, hầu hết các mô, cơ quan trong cơ thể đều tham gia điều hòa cân bằng nội môi. Tuy nhiên, thận, gan và phổi là những cơ quan quan trọng hàng đầu. A nhỏ, vai trò của thận trong điều hòa cân bằng nội môi. Thận điều hòa cân bằng muối và nước, qua đó duy trì áp suất thẩm thấu của dịch cơ thể. Thận còn có vai trò duy trì ổn định pH máu qua điều chỉnh tiết H cộng vào dịch lọc và tái hấp thụ HCO3 trừ từ dịch lọc trả về máu. B nhỏ, vai trò của gan trong điều hòa cân bằng nội môi. Gan điều hòa nồng độ của nhiều chất hòa tan như protein, glucose, v.v. trong huyết tương, qua đó duy trì cân bằng nội môi. C nhỏ, vai trò của phổi trong duy trì pH máu. Phổi thải CO2 từ máu và môi trường, qua đó duy trì pH máu. Bốn lớn vận dụng. Một nhỏ, các biện pháp bảo vệ thận. Do thận là cơ quan rất quan trọng đối với sự sống của con người, nhưng thận cũng là cơ quan dễ bị tổn thương, nên các biện pháp bảo vệ thận phải được quan tâm đúng mức. Một số biện pháp sau đây cần thực hiện để bảo vệ thận. A nhỏ, chế độ ăn hợp lý. Chế độ ăn nhiều muối NaCl, nhiều dầu mỡ gây tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài sẽ dẫn đến tổn thương và suy thận. Ăn nhiều protein động vật tạo ra nhiều uric acid, tăng thải calcium qua nước tiểu. Điều này đưa đến nguy cơ tạo ra sỏi thận. B. Uống đủ nước. Mỗi ngày cơ thể cần khoảng 1,5 đến 2 lít nước. Cơ thể cần nhiều nước hơn khi lao động trong thời tiết nắng nóng, cho con bú, v.v. Uống đủ nước đảm bảo cho thận thải thuận lợi các chất độc hại và muối dư thừa. Nếu uống thừa nước sẽ gây loạn máu, tăng áp lực thải nước qua thận, lâu ngày dẫn đến suy thận. Nếu uống không đủ nước, cơ thể khó thải hết các chất thải độc hại qua thận, đồng thời nồng độ các chất thải trong nước tiểu tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sỏi thận hình thành. C. Không uống nhiều rượu bia.
Rượu bia gây rối loạn chức năng thận, thậm chí gây tổn hại tế bào thận. Nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ làm suy giảm chức năng lọc và tái hấp thụ các chất của thận. Uống nhiều rượu bia còn làm tim đập nhanh, huyết áp tăng. Đây cũng là nguyên nhân gây tổn thương thận, suy thận. D. Không sử dụng quá nhiều loại thuốc. Thận có chức năng lọc và bài thải thuốc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi dùng nhiều loại thuốc, thận phải tăng cường lọc và thải thuốc, dẫn đến quá tải. Sau một thời gian sẽ khiến chức năng của thận suy giảm. Một số thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc lợi tiểu, thuốc giảm đau, vân vân. Sau một thời gian sử dụng gây suy giảm chức năng thận. Hai nhỏ, một số bệnh về hệ tiết niệu và biện pháp phòng tránh. Có rất nhiều bệnh về hệ tiết niệu như suy thận, sỏi thận, viêm thận, thận nhiễm mỡ, vân vân. Hai trong số các bệnh nguy hiểm là suy thận và sỏi thận. Suy thận là tình trạng suy giảm chức năng thận. Suy thận dẫn đến tích tụ các chất độc hại gây rối loạn chức năng tế bào, hủy hoại tế bào cơ quan. Nếu suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo, ghép thận, vân vân để duy trì sự sống. Sỏi thận là do các chất thải trong nước tiểu kết lại với nhau và lắng đọng lâu ngày tạo thành sỏi. Sỏi có thể từ 1, 2, 3 viên cho đến hàng trăm viên to nhỏ khác nhau. Tùy theo vị trí, sỏi có thể là sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo. Sỏi thận làm tổn thương thận, cản trở hoặc tắc đường lưu thông nước tiểu, gây ngộ độc, đau đớn, hôn mê, thậm chí tử vong. Ba nhỏ, tầm quan trọng của việc xét nghiệm định kỳ các chỉ số sinh hóa liên quan đến cân bằng nội môi. Tình trạng sức khỏe được đánh giá bằng nhiều cách như kiểm tra cân nặng, huyết áp, xét nghiệm các chỉ số sinh lý, sinh hóa máu, nước tiểu, vân vân. Xét nghiệm định kỳ các chỉ số sinh lý, sinh hóa máu là một trong những biện pháp phát hiện sớm tình trạng mất cân bằng nội môi, qua đó đánh giá được chức năng của các cơ quan như thận, gan, tim mạch, vân vân. Từ đó kịp thời điều chỉnh và chữa trị khi bệnh còn nhẹ. Một số chỉ số sinh lý, sinh hóa máu cơ bản thường được chỉ định xét nghiệm định kỳ. Trên phiếu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm được ghi ở cột bên cạnh cột chỉ số bình thường để dễ so sánh. Kiến thức cốt lõi. Bài tiết là quá trình loại bỏ khỏi cơ thể các chất thải được sinh ra từ quá trình chuyển hóa, cùng với các chất độc hại và các chất dư thừa. Quá trình tạo nước tiểu gồm các giai đoạn: lọc ở cầu thận, tái hấp thụ và tiết chất ở ống thận. Cân bằng nội môi là trạng thái mà trong đó các điều kiện lý hóa của môi trường bên trong cơ thể duy trì ổn định, đảm bảo cho các tế bào, cơ quan hoạt động bình thường. Mỗi hệ thống điều hòa cân bằng nội môi gồm 3 thành phần: bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện. Hầu hết các cơ quan trong cơ thể đều tham gia điều hòa cân bằng nội môi.